Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảo Phụng Đồ Xưa. Nhưng mà hôm nay không có quay đồ xưa, hôm nay thứ bảy nha, làm món nhậu. Thì ngày nào cũng nhậu nhưng mà làm món nhậu, món lần này làm là ốc len xào dừa. Đây, ốc len đây, đây. Ốc len bự nha, to nha, không có ốc len nhỏ nha. Đó. Còn sống nhăn răng. Bây giờ bắt đầu mình vô mình cắt đít để chút hút cho nó dễ. Rồi. Giờ ốc làm sạch sẽ xong xuôi rồi. Rồi giờ tới giờ lên bếp. Trước tiên mình xào mỡ. Rồi, mình xào mỡ nha các bạn. Rồi đây là tỏi. Và đây là muối, đường, bột ngọt. Nhưng mà các bạn ăn thì tùy theo khẩu vị các bạn nêm nếm, chỉ gia vị nêm thì chỉ có bao nhiêu đây thôi. Còn cái này là khi xong xuôi là cho lên mặt cho nó thơm. Còn đây là nước cốt dừa nguyên chất dắt ra các bạn. Giờ mở đã nóng nha các bạn. Giờ mình cho tỏi vào. Đây. Rồi tỏi cũng bắt đầu ươm vàng. Giờ mình cho ốc nó bơi vào. Đây, ốc bơi vào đi. Coi như giống như món ốc bịch, ốc len bơi mỡ tỏi nha các bạn. Đây là phần 1. Rồi sẵn đó thì mình tiếp tục cho gia vị vào. Tiếp tục chương trình, bây giờ nó cũng tạm thấm nhưng mà bây giờ mình cho nước dừa, nước của trái dừa, gọi là nước tập 2 của trái dừa cho mấy nước cốt nha các bạn. Đây đó, nước của trái dừa nhưng mà lại là nước 2 của xác dừa, không phải nước lạnh đâu nha. Này là nước dừa. À, bây giờ tiếp tục tạm ngưng, coi như là chờ thêm 15 phút sau. Rồi 15 phút đã trôi qua, bây giờ bắt đầu mình cho nước cốt dừa, nước đặc, gọi là nước cốt dừa cho vào. Rồi bắt đầu là nó hấp dẫn rồi các bạn. Rồi mình lại hầm thêm 5 phút để tiếp tục chương trình, chờ 5 phút sau là lên bàn nhậu. Sau 5 phút mình úp nước dừa xong, bây giờ bắt đầu mình nhắc xuống rồi mình cho tắt lửa nè. Nhắc xuống mình cho rau lên mặt nha các bạn. Rồi xong, bây giờ là chỉ có cho ra bàn rồi bắt đầu nhậu. Rồi giờ coi như là món ốc xào dừa cũng lên tới bàn nhậu rồi. Giờ mời anh em ăn
ăn nha các bạn. Ốc to chứ không có nhỏ đâu nha các bạn. Đó. Ngon quá, béo quá. Rất là vừa ăn nha các bạn. Thì tùy theo cái sự nêm nếm của các bạn thôi. Còn gia vị cũng chỉ bao nhiêu đó là thành gốc len xào dừa. Đó các bạn thấy đứt thì để mình ăn thử bạn ơi. Nếu thích thì cũng bấm like, đăng ký bye kênh nha. Mình còn nhiều món đồ xưa khác, nhưng mà đồ mỹ nghệ, rồi nghỉ giải lao thì cũng làm món nhậu. Bây giờ làm riết hết món nhậu thì mình cũng tiễn những món nhậu mà mình đi mua mấy quán về, rất là ngon. Sệt nha, đó, nó sệt 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 nè, con ốc đã luôn à. Đó. Nước nó sệt, nước này húp cũng đã luôn mà lắm nha anh em, các bạn. Hộp beo lâm nó đặc như cháo ngô vậy. Rất là vừa ăn. Nếu bạn thấy thích thì bấm like và đăng ký kênh. Người xem like mình cũng mò ra những cái món nhậu nó lạ lạ nữa mình làm. Vậy các bạn làm cho các thích nhậu thì làm theo, nhậu nó cũng bắt lắm á. Thì mãi giờ mình cầm máy quay thì giờ mình thưởng thức thử cái món đen này nha các bạn. Đây cái món đen nè, mình ăn là mình phải múc lấy cái vỏ của nó nè các bạn, thấy không, mình múc miếng ốc đen cho nó đầy luôn đó các bạn, nhìn nè nha. Đó, nhìn rất là hấp dẫn nha các bạn ơi. Cái nước dừa mà nó làm sệt á, nhìn cái nồi á, các bạn chấm bánh mì ăn cũng ngon đó nha các bạn. Mình rất thử nha. Béo, béo ngậy luôn các bạn ơi, tại nước cốt mà nguyên chất mà. Các bạn làm cái này các bạn nhớ cắt đứt nha, để cho mình dễ hút. Ngon các bạn. Cắt thôi thầu chú. Các bạn cắt rồi phải, các bạn phải cắt cho nhiều chút nha, cắt cỡ 2-3 nấc á, để cho cái ốc nó không có chót 2 nấc dễ bị dính nha. Đây mình sẽ hút một muỗng nè các bạn, muỗng cốt dừa nè. À, mình hút muỗng này mình không biết tối nay mình có bắn pháo bông trước Tết không nha các bạn. Ngon quá bạn ơi. Cái này một mình ảnh một bờ nồi này rồi có một người ăn là phê luôn nha các bạn. Rồi mình hưởng thức một con các bạn ơi. Mình ăn con này xong để cầm máy quay quay. Con nào mà bạn hút không ra mấy bạn hỏi lên lại, nghe cái đít nó mấy bạn hỏi lên hút vô.
quá ngon các bạn ơi. Mình xin kết thúc video này, hẹn các bạn video sau. Cảm ơn, thank you.